Em không thích mẫu người đàn ông như thế nào mà em tiêu chí của em là không thích một người đàn ông rượu chè, cờ bạc, gái gú. Đó, ba cái đó là em không có thích. Sơn thích Vân rồi đấy. Vĩnh Phúc gần Hà Nội mà. Đúng không? Vĩnh Phúc với Hà Nội gần nhau, cách nhau có mấy chục cây. Gần như là xuyên. Chào chị nha, chào em. Đàn ông mà mặc váy thì không khác gì đàn bà. Nói rồi vẫn không còn được Hà Nội nữa, bây giờ Vân về nhà sống rồi. Được, uống uống bia được. Vì em thương anh như thương hận mưa vì dài, mưa nhớ ai làm sao nói được. Em chào anh. Chào em yêu. Thế chắc người đó trong tù rồi chị ạ. Em chào anh. Có làm gì có uống bia đâu. Em chào anh Đạt nha. Hôm nay